Chào cả nhà, mọi người có thấy màu tím đẹp chưa nè? Mà khoai lang tím đó. Và đây là màu đậu xanh, màu vàng, màu xanh của lá dứa. Và mình đi vào bếp để làm món bánh da lợn 3 màu nha. Wow, xanh, vàng, tím. Đẹp chưa? Giống như chơi đồ hàng ha. Rồi, ổ bánh da lợn của mình nè, nóng hổi căng bóng đẹp chưa? Wow, mình cắt nè, mình cắt ra, mình bẻ cong thử nha. Wow, nó dẻo nè. Và bây giờ xin mời mọi người vào bếp cùng mình để làm món bánh da lợn 3 màu nha. Đầu tiên mình sẽ làm khoai lang tím, sơ chế, gọt, rửa, cắt lát và ngâm vào cái chậu nước muối. Phẩm màu tím rất tốt cho sức khỏe, và kỳ này khoai lang tím đang rất là nhiều và rẻ, cho nên mình cố gắng tranh thủ làm nhiều món ăn từ khoai lang tím để giúp cho bà con nông dân tiêu thụ khoai lang tím, và mình cũng được thưởng thức những món ngon từ khoai lang tím. Bây giờ mình rửa xong rồi nè, mình hấp nha. Cái nồi này mình đổ nước sôi rồi đó, nên mình hấp trong 20 phút dưới lửa vừa là đạt. Cho một chút xíu muối cho mùi nó đậm nhé. Xem nè, 20 phút rồi, chín rồi nè. Khoai bùi lắm, nên nước ra kìa. Mình thích nhất là cái mùi này nè, nhất là trời mưa luộc khoai lang như thế này á, cái mùi nó xông lên rất là thích luôn nè. Đẹp chưa, nhìn ngon không? Rồi, mình đã xong phần luộc khoai rồi. Trong khi chờ khoai nguội thì mình đi cắt lá dứa nha. Đây là một bó lá dứa luôn. Mình rửa sạch. Rồi mình cắt khúc nè. Mình dùng cái lượng lá dứa nhiều. Và mình xay với 100 ml nước thì mình sẽ có những cái có cái màu nước lá dứa rất là đậm đặc, màu xanh rất là đẹp luôn. Rồi, mình mang đi xay nha. Mình cho vào 100 ml nước. Công thức định lượng của các cái thành phần và nguyên liệu mình để trong phần mô tả cũng như là trong phần phụ đề nhé. Wow, đẹp chưa nè, giống như chơi đồ hàng không? Rồi, lá dứa xong rồi, mình cho nước cốt dừa vào, mình khuấy đều. Tiếp đến là tới bột gạo. Trong ba màu này thì chỉ có lá dứa là mình cho một chút bột gạo thôi nha. Còn mấy thành phần kia thì mình chỉ cần bột năng thôi. Và một chén bột bột năng. Rồi mình đánh lên. Đánh khoảng 2 phút là đạt. Với mỗi màu bột thì mình cần 50 đến 100 gram đường nha. Tùy độ ngọt của mỗi nhà mình sẽ thêm đường cho nó phù hợp. Nhà mình ăn ngọt ít thì mình chỉ cho 50 gram đường thôi. 50 gram đường tương ứng với lại là 5 muỗng canh đài. Và như vậy thì mỗi cái muỗng canh đài như này là tương ứng lại 10 gram nha. Rồi mình đi xay khoai lang tím nè. Mình cho đường nè, nước cốt dừa nè. Và mình xay. Hồi nãy mình hấp nhiều khoai lang tím là mình để dành mình ăn. Còn để làm cho món bánh này thì mình chỉ cần nửa tô khoai đã hấp thôi nha. Nó vừa đẹp mà nó vừa thơm nữa. Mùi của nó rất là dễ chấp nhận. Mình lượt nó qua rây nha. Đấy là mình kỹ thôi, mình lượt qua rây để cho nó mịn đẹp. Nếu các bạn không có thời gian thì không cần lượt cũng không sao. Nè, đẹp chưa? Những giọt màu tím.
Rồi. Thực sự thì con mình nó cũng rất là thích chơi cái trò này luôn. Mỗi lần mình làm bánh là nó nhìn xa đà luôn, bởi vì nó nhiều màu sắc giống chơi đồ hàng thôi. Thành phẩm của mình nè. Mình đi cân bột nha. Sau khi cân thì mình định lượng tương ứng là 100 gram tương ứng với một chén bột. Như vậy 50 gram bột năng thì tương ứng với nửa chén này nha. Chúng ta cũng đánh đều lên. Với mỗi thành phần chúng ta sau khi đánh xong thì chúng ta đều cho vào khoảng 1 phần 2 muỗng cà phê dầu ăn để cho cái phần bánh của mình nó dẻo, nó bóng, nó đẹp và ngon nữa. Wow. Màu tím hoa cà. Rồi đậu xanh nè, đậu xanh đơn giản lắm, mình không cần ngâm, mình rửa sạch bỏ vô nồi, đổ một chút xíu nước và mình nấu sôi. Xong. Bỏ vào trong cái tô trong nồi cơm hấp khi mình nấu cơm đó. Như vậy là xong. Bữa nay mình hấp tới 200 g đậu xanh nhưng mình chỉ cần dùng 100 g cho một nửa cho cái món bánh da lợn thôi, còn một nửa còn lại mình nấu sôi. Rồi cơm chín thì đậu chín nè. Nhìn nó khô, nó bùi chưa nè. Mình mang nó ra nha. Cách hấp đậu xanh này mình thường ứng dụng để làm cho nhiều loại bánh chè, nó đỡ mất thời gian, khỏi phải ngâm. Bây giờ mình cho đậu xanh vào máy xay sinh tố cùng với nước dừa, rồi đường nữa, mình xay nha. Nước cốt dừa này mình tự làm từ dừa tươi đó. Gian có thể mua nước cốt dừa bán sẵn ở siêu thị. Bây giờ mình chế ra tô nha. Rồi mình cho bột năng vào. Chừng đây khoảng nửa chén bột năng á. Chúng ta cũng đánh lên khoảng 2 phút. Khi nào mà cái bột của nó mình thấy nó sền sệt cỡ như này là được nè. Và khi mình hấp thì nó vừa. Bây giờ mình đi. Đầu tiên mình sẽ lau dầu vô trong cái khuôn, mình dùng cái cọ mình quét dầu lên cho cái khuôn của mình nó khỏi bị dính. Rồi xong mình cho vô trong cái nồi mình hấp cho cái khuôn mình nó nóng lên khoảng 5 phút. Rồi mình đổ nước lá dứa vào đầu tiên nha, bột màu xanh nè. Mình đổ vào khoảng 4 vá như thế này. Cái cách phối màu này khi mà kết hợp giữa ba màu xanh, vàng và tím á, nó sẽ tạo độ tương phản cho các màu sắc á. Thì mình sẽ làm cái lá dứa ở mặt trên và mặt dưới cho nó đẹp, cũng là cái hương vị lá dứa cho cái món bánh da lợn của mình. 5 phút sau khi hấp mở ra, wow, thơm quá. Mặt nó chín rồi nè. Mình sẽ đổ thành phần thứ hai. Đó là đậu xanh. Cái nước đậu xanh và khoai tím nó sẽ đặc hơn là cái nước lá dứa. Đó, mình cũng đậy nắp. Và mình cũng hấp trong 5 phút nữa. Mở ra nào. Wow. Tuyệt vời luôn.
Bây giờ là đến màu tím nè. Màu tím nó nằm trên cái lớp màu vàng của đậu xanh, nó sẽ làm cho cái độ tương phản nó tăng lên mà màu tím của mình nó sẽ nổi bật lên. Đẹp chưa? Mình đậy nắp, mình cũng để 5 phút nữa nha. Cái nắp này mình quấn cái khăn bông sạch đó thì nó sẽ không bị ngấm nước xuống dưới. Mở nắp nào. Wow, tím hoa cà chuyển sang tím của cà tím rồi. Mình thử nha. Đó, cái mặt nó chín rồi đó. Bây giờ mình cho thêm một lớp đậu xanh lên nữa để kẹp cái màu tím khoai lang ở giữa. Rồi. Lại tiếp tục chờ 5 phút nữa. Trong thời gian đó thì mình đi đánh cờ nha. Ơi, chín rồi, chín rồi. Một lớp cuối cùng nữa. Đó là lớp thứ 5. Lớp lá dứa. Cái món bánh da lợn của mình á, cái màu sắc quen thuộc đối với mắt của mọi người vẫn là lá dứa, cho nên mình tuy là cách làm mới có thêm khoai lang tím nhưng mà vẫn giữ cái màu xanh truyền thống của lá dứa và hương vị đậu xanh lá dứa. Nhà mình đậy nắp và mình để thêm 10 phút tới 15 phút nữa nha. Wow, chín rồi nè. Mình lấy ra thôi. Bánh nó căng phồng lên. Nóng quá. Xém chút nữa là đổ rồi. Rồi, ngon kìa nè. Mình để cái đó cho nó nguội, mình đi hấp một cái khuôn nhỏ cho cái bột còn lại nha. Cái ổ bánh nhỏ này nè, do là cái lớp lá dứa nó nằm trên lớp khoai lang tím nên nó đậm nè. Mình đổ ra để mình sẽ ăn nóng cái này trước nha. Bởi vì mình không có kìm được cái sự tò mò coi nó ngon như thế nào. Cho nên bây giờ là buổi tối nè, nhà mình sẽ ăn khuya với cái ổ bánh nhỏ này nè. Rồi mình cắt thử nha. Ôi trời, nó dẻo quá đi thôi. Mình thoa dầu vô trong tay thì mình cầm lên nó mới không bị dính nè. Mấy đứa nhỏ nó đang hồi hộp, nó đang chờ nè. Nó hối mình quá rồi. Dẻo chưa nè? Review cũng sơ sơ thôi nha mọi người. Bởi vì mấy đứa nhỏ nó đang rôn ăn quá à, mình cũng đói bụng lắm rồi. Trời ơi, nó nóng, nó còn nóng trên tay lắm mà nó dẻo quá đi. Giờ cái này ăn khuya cho nên mình cũng không có trình bày đẹp nha. Mình cắt như thế này rồi mình ăn nóng hổi thôi. Nè. Cho mọi người xem nè. Đó, dẻo quá trời dẻo luôn. Dẻo dai, ngon chưa? Đẹp chưa? Không cầm được nước miếng luôn. Ngon quá trời luôn, từng lớp với nhau. Tuyệt vời quá ha. Mình cắt cái nửa ổ còn lại nha. Ở bên đây thì mình cắt hình chữ nhật đi. Cắt hình chữ nhật cho nó khác với bên kia. Rồi, con bé nhỏ nó đòi ăn cái đây nè, nó đòi ăn liền kìa. Cắt hơi xấu xấu nhưng mà ăn cũng ngon lắm. Ngày mai cái ổ bánh đẹp và chuẩn màu kia mình sẽ trình bày đẹp nha mọi người. Rồi, xong rồi. Đưa cho nó một miếng. Wow, ăn ngon quá. Rồi, cái ổ bánh còn lại để trong tủ lạnh lấy ra nè, mồ hôi nè.
Rồi mình đổ ra nha. Mình úp xuống nè. Xem nó thế nào. Wow. Do tối qua đánh cờ để nó hơi lâu á, hơn 15 phút cho nên cái mặt nó hơi rỗ một chút xíu. Nhưng mà thôi, ông xã ông khéo tay để ông cắt ra coi thế nào bên trong nha. Vẫn dẻo lắm mọi người. Rồi, chuẩn bị mình lật lên thử nè. Lật lên nè. Wow, tím đậm luôn. Đẹp quá à. Lần này màu tím nó ửng lên, nó đậm dễ sợ luôn. Rồi mình xếp ra trình bày nào. Cái đĩa này ông xã mình ông hái mấy cái hoa dừa cạn ở trên ban công đó, để vào cho nó điệu đà. Nếu nhà mình có tiệc tùng gì đó mình trình bày như thế này ăn nhìn nó đẹp bắt mắt. Oh, đẹp chưa? Mình cắt thêm một lát nữa nha, một lát dài dài để xem cái độ dẻo của nó thế nào nha. Giống cái miếng bà rọi. Nó uốn cong nè, cũng dẻo dai và có thêm một chút xíu độ giòn nữa. Rồi mình đặt xuống cho nó thành cái nhụy hoa nha. Rồi đẹp quá. Nếu mọi người thích, mọi người có thể làm thử nha. Và chúc mọi người làm những chiếc bánh da lợn đẹp, ngon nha. Nếu thấy hữu ích, nhớ nhấn like, đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Xin cảm ơn mọi người đã xem video. Chào tạm biệt cả nhà.